Đây mình bẫy được con này các bạn. Hôm nay mình bẫy được con này. Vào tưởng tưởng hổ trâu chứ hóa ra cái con rắn lửa nha bạn nhé. Bây giờ mình thả nó đi. Nó vào nó sơi thì mình đi một con cóc nhé bạn nhé. Bây giờ nó còn không muốn đi ấy. Tưởng vào mình bới vào thấy nó kêu sụt đục 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 ở trong cái bẫy ấy các bạn, nên là mình cứ tưởng con rắn gì to đấy, nó vẫn còn quay lại nhìn con cóc, nó vẫn còn đấy, nó vẫn liếm con cóc các bạn. Bấy rắn gặp thể loại này là rất là chán luôn các bạn. Gọi là bây giờ mình cũng mới có bấy mấy cái thôi. Nhưng mà dạo này lại bận quá, không được, không đi được nên là cũng không không lên cùng thằng bạn đi thăm được, nên là dạo này hơi ít video các bạn thông cảm nhé. Có gì chờ mình mấy hôm nữa mình đặt thêm bấy nên xong là đặt thêm bấy chắc là có nhiều video hay hơn đấy các bạn. Còn bây giờ hôm nay chỉ mình đi thăm mấy cái thôi, đến cái cuối cùng này thì gặp cái thể loại này kêu lục đục lục đục trong bấy, mình cứ tưởng thể loại rắn gì to, nghĩ trong lòng mà sướng, nhưng mà hóa ra vào thấy nó đang con cóc ngủ các bạn. Con này đấy, bây giờ nó còn không định ra đây này, nó cứ nhìn mình này. Đừng, con cóc đừng đi nhá, mình chỉ đuổi con này đi thôi, còn con cóc thì tí nữa mình vẫn để bấy con khác nha bạn nhé. À, nó đuổi cóc đấy các bạn. Nó lại đuổi con cóc nha. Con này nó ăn đi một con rồi. Ấy da, ấy da. Đấy. Nó lại đuổi con cóc nó ăn này các bạn. Ấy 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 ấy. Đấy. Nó hiên ngang cho bạn. Nó hiên ngang ăn phơi con cóc trước mặt mình. Đấy. Ơi. Rồi, nhìn quay nhìn nó ăn được. Cái con mình vừa thả nó từ lồng nha, nó đã đuổi sơi con cóc nha. Nó rất là không không biết sợ luôn các bạn. Là buồn cười nhá. Kể cả mình quay đây nó cũng rất là tự nhiên. Nãy mình có dí đầu nó một hai cái đấy. Đây, trong bụng của nó đây, cái khúc này là có một con cóc rồi nhá. Vì cái lồng này mình có bỏ hai con cóc bé các bạn. Ấy da, con này cũng liều phết đấy. Gọi là bé tí thôi nhưng mà nó ăn của mình đi một con cóc trong lồng rồi, bây giờ nó thả ra con cóc chạy ra nó vẫn vẫn ăn này. Đây các bạn nhìn xem nó có phình được mang nhá. Đây đây là bây giờ mình đang trên đồi nhá. À, nó đi đấy, lấy con cóc đi đấy. Mình cho nó ăn thôi. Mình về mình lại kiếm mồi sau.
Ồ, nó thả rồi các bạn. Cóc chắc cũng không sống được. Nó vẫn rình đây các bạn. Cắn con cóc nha các bạn nhé. Đây, bây giờ là mình đang ở đồi núi nha các bạn. Đang ở đồi núi nhá. Gọi là đi thăm bẫy gặp cái thể loại này nó còn hiên ngang đứng trước mặt mình. Trước mặt mình mà nhai con cóc của mình nữa các bạn. Cho nên là đập chết nó để lần sau nó không vào bẫy nữa không các bạn. Loại này hình như là không có độc nha các bạn. Không có độc sao mà nó lại có thể ăn được con cóc nhỉ các bạn. Các bạn hãy đăng ủng hộ đăng ký kênh của mình để đón xem những video bẫy rắn tiếp theo của mình nhé các bạn nhé. Còn bây giờ là cận cảnh con rắn ăn cóc nhé. Con này nó cũng bành được đấy các bạn. Cái mồm há rất là to luôn này. Mồm há rất là to luôn. Mình tưởng thể loại này lại không ăn cóc chứ, hóa ra nó ăn cả cóc các bạn. Là buồn cười. Đây, đây hôm nay là mình đi mình quay được cận cảnh con rắn ăn cóc luôn. Mình thử sang trước mặt nó quay xem nó có sợ sệt gì không. Ôi, con cóc chảy rất là nhiều máu nha các bạn nhé. Không biết thả ra còn sống được nữa không? Mấy con cóc còn sống được không? Rồi, nhìn thấy thương con cóc quá. Chắc là mình không cho nó cắn nữa nhỉ các bạn nhỉ? Nhưng mà thương cũng không được vì mình chuyên là mồi cóc và bẫy rắn mà. Đấy, nó lại thả ra rồi. Đây. Nó rất là liều luôn. Con cóc đi. Con cóc đấy mình sẽ không ấy nữa. À mình thả ra xem nó còn bắt không nhá. Vẫn tiếp tục các bạn. Đấy, vẫn tiếp tục cắn. Vẫn tiếp tục đi cắn con rắn con cóc nhá. Mình sẽ hám sự sung sướng của nó lại.
Đấy, để con cóc nhảy xuống đấy xem, mình thả ra xem nó còn đi bắt không nhá. Vẫn đi. Đấy. Đấy, vẫn đi cắn con cóc các bạn. Đấy, rất là lì lợm luôn. Rất là lì luôn. À, đi rồi. Đi rồi. Nó đi rồi các bạn. Cắn con cóc. Cóc vẫn luôn khỏe lắm. Đây. Nó rất là khỏe nha các bạn ạ. Chảy hết máu rồi. Nó vẫn cứ rình mò trong đấy, chắc là nó lại quay ra. Rắn nó lại quay ra thôi. Rồi, đi rồi. Con cóc thì cũng đi luôn rồi. Rồi, mình xin kết thúc video đây. Có gì các bạn đăng ký ủng hộ kênh của mình nhé. Để đón xem những video bầy rắn tiếp theo của mình. Rồi, giờ thì xin chào các bạn nhé.